Thưa quý vị, camera an ninh đang ngày càng chứng minh tính hữu dụng trong việc điều tra phá án. Mới đây tại tỉnh Bình Phước, chính nhờ camera an ninh của người dân ghi lại toàn bộ diễn biến mà công an địa phương có cơ sở để hoàn thiện hồ sơ xử lý một vụ tai nạn giao thông liên quan đến một cán bộ Cục Hải quan tỉnh Bình Phước. Bước đầu cơ quan công an xác định vị quan chức này điều khiển phương tiện trong khi có dấu hiệu say xỉn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 25 phút chiều 26 tháng 6, Ông Mai như vậy, phó chi cục trưởng chi cục hải quan Hoàng Diệu, cục hải quan tỉnh Bình Phước, điều khiển xe ô tô đến đoạn thôn Bình Tân, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập thì bất ngờ tông trực diện vào một xe máy. Cú tông quá mạnh làm nạn nhân bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu, song ông vậy không dừng lại khắc phục hậu quả mà tiếp tục điều khiển xe ô tô chạy trốn và bị người dân đuổi theo chặn lại. Qua kiểm tra, ông vậy có vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.